Vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Pamela Koch Hamilton, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, đã có buổi làm việc trao đổi về tình hình chung trong hợp tác kinh tế, thương mại, xây dựng, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác giữa ITC và Bộ Công Thương trong lĩnh vực thương mại, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về Trung hòa Carbon vào năm 2050, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong thương mại quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá, cùng với quá trình mở cửa hội nhập của Việt Nam, ITC luôn là đối tác quan trọng, có uy tín đối với Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển xuất khẩu để khai thác các tiềm năng lợi thế của đất nước, nâng cao năng lực cho cán bộ làm chính sách và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Tại buổi làm việc, bà Pamela Cook Hamilton cũng nhận định tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam và tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam rất tốt. Trong thời gian tới, ITC sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình khởi nghiệp. Bà đồng ý với những đề xuất về hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cam kết của Việt Nam tại COP 26 trở thành hiện thực vào năm 2050 và sẽ hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam bằng những giải pháp cụ thể.